Trái đất ngày nay là một hành tinh sôi động, với sự sống đa dạng và phát triển của nhiều loài sinh vật. Trong đó, con người được xem như loài sinh vật đặc biệt, có trí thông minh vượt trội so với toàn bộ các loài sinh vật còn lại trên địa cầu. Và có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì đã tạo nên sự khác biệt của chúng ta? Con người từ đâu đến? Có thực chúng ta là sản phẩm tiến hóa từ các loài linh trưởng như đã được học hay không? Trong khi thuyết tiến hóa của Darwin ngày càng trở nên yếu thế khi có nhiều bằng chứng chống lại, thì hiện đã có rất nhiều người tin rằng nhân loại vốn đến từ đâu đó trong vũ trụ. Những đặc điểm ngoài hành tinh của loài người. Một cuốn sách mang tên Loài người không tới từ trái đất của nhà sinh vật học, tiến sĩ Alice Silver, đăng trên blog Pharyngula của ông đã thu hút nhiều ý kiến và sự quan tâm. Trả lời phỏng vấn, Alice Silver cho biết, những nhược điểm sinh học của loài người cho thấy rằng họ vốn không phải được sinh ra trên trái đất này. Nhân loại là giống loài tiến hóa nhất trên hành tinh xanh, nhưng bất ngờ là họ không thích hợp và yếu ớt trước môi trường trái đất, như dễ bị ánh nắng tổn hại mắt, đặc biệt không thích những thực phẩm mọc hoang, có tỷ lệ mắc bệnh kinh niên cao và nhiều thứ khác nữa. Ngoài chuyện hay bị đau lưng, có thể là do giống loài từng phát triển và tiến hóa ở một thế giới có trọng lực thấp hơn trái đất. Tiến sĩ Silver cũng đặt nghi vấn về kích thước đầu quá to của trẻ sơ sinh khi chào đời. Điều này khiến các bà mẹ rất vất vả trong quá trình sinh nở, thậm chí là tử vong cả mẹ lẫn con. Nhìn lại các loài khác trên trái đất, không loài nào gặp vấn đề như vậy. Một nhược điểm nữa của con người là quá dễ dàng bị cháy nắng. Con người không thể tắm nắng hơn một tuần hoặc hai tuần giống như loài thằn lằn. Bên cạnh đó, loài người hay mắc bệnh. Có thể do đồng hồ sinh học tiến hóa để thích hợp với một ngày 25 giờ, trong khi một ngày trên trái đất chỉ có 24 giờ. Theo như các nhà nghiên cứu về giấc ngủ từng chứng minh, đây không phải chỉ là vấn đề của thời hiện đại, mà xuất hiện ở mọi thời điểm trong lịch sử của loài người trên trái đất. Tiến sĩ Silver đưa ra giả thuyết rằng, tổ tiên loài người có thể đã tới trái đất nhờ thiên thạch hoặc sao chổi cách đây khoảng 60 đến 200 ngàn năm, trước khi tiến hóa thành loài người như chúng ta biết hiện nay. Ông Silver quả quyết, nhiều người trong chúng ta cảm thấy không thuộc về trái đất và không coi đây là nhà. Điều đó cho thấy, ít nhất đối với tôi, loài người đã tiến hóa trên một hành tinh khác và chúng ta có thể được đưa tới đây khi đã là một loài phát triển bậc cao. Một lý do nữa là trái đất có thể là một hành tinh giam hãm con người và chúng ta ở đây cho tới khi học được cách cư xử cho đúng. Năm 1953, James Watson và Francis Crick đạt được một thành tựu phi thường. Đó là khám phá ra cấu trúc di truyền nằm sâu bên trong hạt nhân tế bào. Vật liệu di truyền này được gọi là DNA mà chúng ta thường hay nghe đến trong sinh học. Theo một nghiên cứu được công bố trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, các nhà khoa học đã phát hiện có 19 đoạn DNA, tương đương 8% số DNA của chúng ta, không có nguồn gốc của con người. Theo các nhà nghiên cứu, 8% số DNA này được tạo thành từ các mảnh virus cổ xưa ẩn sâu bên trong bộ gen. Những mã gen này được gọi là DNA ngoài hành tinh. Những đoạn mã gen kỳ lạ này không được mã hóa, không thuộc nguồn gốc nào trên trái đất. Hơn nữa, chúng cũng không có sơ đồ tiến hóa thường thấy như ở DNA người. Các nhà khoa học nghi ngờ những mã gen này có thể lưu trữ những thông tin quý hiếm về vũ trụ. Nhưng hiện tại trình độ của con người vẫn chưa đủ để giải mã những thông tin này. Những khám phá này đã khiến nhiều người nghĩ đến giả thuyết con người là di dân từ nơi khác đến, vẫn mang trong mình nguồn gốc cổ xưa. Và nơi khác ấy liệu có thể là các hành tinh khác, các thiên thể khác, hoặc cũng có thể là các không gian khác. Sự hình thành và phát triển của loài người. Một số chủng tộc ngoài hành tinh phát triển thành các dạng sống thông minh trên các hành tinh tương ứng của họ trên khắp vũ trụ. Một số nền văn minh có tuổi đời hàng triệu năm. Các chủng tộc thông minh khắp nơi trong vũ trụ phát triển không qua quá trình tiến hóa, mà từ người truyền giáo, gieo mầm sự sống thông minh trên các hành tinh có hệ sinh vật bản địa phát triển đến một mức độ nào đó. Cách đây hàng trăm ngàn năm, những chủng tộc ngoài hành tinh này đã quyết định đẩy nhanh quá trình tiến hóa trên trái đất. Họ chọn một loài linh trưởng có triển vọng để lấy các mẫu vật liệu sinh sản, lai nó với một số DNA của chính họ, và đưa nó vào con mẹ của loài linh trưởng, để con cái sinh ra sẽ trở nên thông minh hơn. Sau nhiều lần nỗ lực lặp đi lặp lại, những du khách ngoài hành tinh vào khoảng 275.000 năm trước đã đạt được một chủng lai với một chút trí thông minh được thừa hưởng từ họ, một chút khả năng ngoại cảm và tâm linh, cũng như đủ sự khéo léo và phối hợp để có thể tạo ra các công cụ và thiết kế phức tạp.
và tác phẩm của họ chính là Người tinh khôn trong lịch sử. Sau khi quan sát người tinh khôn hoạt động qua một số thế hệ và sự pha trộn đặc trưng của nó giữa bản năng của động vật linh trưởng cộng với sự nhạy cảm tâm linh ban đầu, những du khách ngoài hành tinh đã cảm thấy không hài lòng với mức độ thông minh của chủng lai mà họ tạo ra và quyết định tiếp tục nâng cấp thêm công nghệ gen. Kết quả là họ có được loài người hiện đại như chúng ta hiện nay. Công nghệ sinh học áp chót này diễn ra cách đây khoảng 130.000 năm. Sự can thiệp sau đó của những nhà quan sát từ ngoài trái đất diễn ra dưới hình thức truyền đạt và chỉ dạy về văn hóa và tâm linh, cùng lúc là sự xuất hiện của nhiều sự hóa thân hay các thế thần ở nhiều khu vực chiến lược khác nhau trên trái đất. Những thế thần này đã được biết đến và tôn kính như những vị thầy vĩ đại. Một số người trong số họ có trí tuệ phi thường, đã được tôn thờ như người đại diện cho một số tôn giáo lớn trên thế giới. Một thế thần có thể là chủng lai giữa con người và chủng ngoài trái đất, hoặc có thể là một người ngoài hành tinh xuất hiện trong hình dáng con người. Những thế thần này có thể kể đến như Quan Thế Âm Bồ Tát, Chúa Giê-xu, Lão Tử, nhà tiên tri Mô-xét, Đức Phật Thích Ca. Những can thiệp về văn hóa và tâm linh này được thực hiện với nỗ lực dẫn dắt loài người thoát khỏi bản năng động vật thái quá, chẳng hạn như tính lãnh thổ, sự hung hăng và sự sát hại đối với những loài yếu hơn, và hướng loài người tới khả năng siêu hình và tâm linh cao nhất của mình. Những nỗ lực của nhóm những người quan sát đến từ ngoài trái đất này đã tiếp tục cho đến khoảng 150 năm trước. Vào khoảng thời gian đó, sau khi chứng kiến sự khủng khiếp của các cuộc chiến ở thế kỷ 19, những vị khách ngoài hành tinh đã nhận ra rằng loài người đã đi quá xa và phớt lờ lời dạy của những thế thần, và bản thân công thức tạo nên con người cũng cần phải được nâng cấp trực tiếp thông qua kỹ thuật sinh học hơn nữa. Họ cũng đã thấy trước được rằng nhân loại đang tiến gần hơn đến thời điểm có thể tiến hành những cuộc phiêu lưu ra ngoài không gian và muốn con người trở thành những công dân phù hợp hơn với vũ trụ. Những người quan sát ngoài hành tinh ghé thăm trái đất, sau đó đã bắt tay vào một chương trình để cải tiến lại con người lúc đó thành một thứ gì đó tiên tiến hơn. Họ bắt đầu chọn một số người nhất định để ghép với tỷ lệ phần trăm lớn hơn vật liệu di truyền từ ngoài trái đất nhằm khuếch đại trí lực, độ nhạy cảm, khao khát siêu hình và sự quan tâm nhiều hơn đến tâm linh. Những vị khách ngoài hành tinh bắt đầu tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm cho những bà mẹ của những Star Kids đầu tiên và cũng làm lại cấu trúc sinh lý cho những người trưởng thành được chọn vào chương trình Star Seed. Nhiều trong số những vị khách ngoài hành tinh cũng tình nguyện hóa thân thành những người trái đất vào khoảng thời gian này. Kết quả là chúng ta có được chủng người mới gọi là Homo anterior specialis, hay con người vũ trụ. Có thể kể đến một số hình mẫu tiên tiến như Nikola Tesla, Albert Einstein, Mahatma Gandhi và vô số những cái tên khác, nối tiếp bước chân của họ nhiều thập kỷ sau đó. Có nhiều hơn những Star Kids được sinh ra vào những năm 1930-1940. Những người này sẽ tham gia vào kỷ nguyên không gian mới vào những năm 60-70 của thế kỷ trước. Sau đó, vào khoảng cuối những năm 1980, bắt đầu có một bước nhảy vọt về số lượng những Star Kids được sinh ra. Những vị khách ngoài hành tinh biết rằng không còn thời gian lãng phí để đưa nhân loại thoát khỏi thời kỳ nông nổi và vụng về dưới tư cách một loài, trước khi tự nổ tung hoặc đầu độc môi trường sống của chính mình. Họ bắt đầu đẩy mạnh số lượng các cuộc gặp gỡ với con người, bao gồm tái cấu trúc sinh sản, kết hợp với một số chương trình, để các linh hồn ngoài hành tinh có thể tái sinh luân hồi liên tục thành con người, để gia tăng số lượng trẻ em được sinh ra sau đó là Star Kids. Sự bùng nổ trẻ em của thế hệ vũ trụ đã bắt đầu. Hàng triệu trẻ em tiên tiến đã được đổ vào làn sóng thủy triều Star Kids. Việc này vẫn đang được gia tăng và tiếp tục cho đến ngày nay. Hiện tại số lượng Star Kids trên thế giới là rất lớn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo.